hạnh ấy. Như vậy thác BMC nó không có phản ánh được cái điều mà chúng ta mong muốn, là chúng ta tránh cái yếu tố hài quyến, đặc biệt là hài quyến ban đêm. Mà đây là chỉ thấy là những cái điểm hài quyến ban đêm là những điểm hài quyến mà cho đến giờ này người ta nghĩ là rất nguy hiểm cho bệnh nhân đái tháo đường. Nếu để bệnh nhân hài quyến ban đêm sẽ đẩy bệnh nhân tử vong do yếu tố tim mạch. Hài quyến ban ngày thì có thể có lộn nhịp vân vân, nhưng hài quyến ban đêm đó lý do tại sao mà người ta nhìn lại, người ta thấy rõ ràng là chúng ta điều trị đái tháo đường, chúng ta làm sao kiểm soát tất cả những yếu tố tránh cái biến đổi do động hài quyến. Thì khi anh chị thấy gần đây bắt đầu người ta rõ, hiểu rõ được cái vai trò của cái đường huyết nó thay đổi liên tục trong ngày. Và chính đây một cái nghiên cứu thực sự của Moxie thực sự thực hiện trên cái nhóm dân số bệnh nhân mà đã tới được sử dụng insulin tiêm nhiều mũi trong ngày và tiêm insulin nền. Thì người ta thấy rằng ở mức độ HbA1c ví dụ như từ 7, từ 7 đến 8, từ 8 đến 9 vân, thì tất cả những HbA1c như vậy thì có biến cố, những cái biến cố hạ đường huyết đó, nó không có phụ thuộc vào có nồng độ HbA1c. Nó không được ở cái mức hạ đường huyết dưới 70 hoặc là dưới 60 hoặc dưới 50, người ta thấy nó không có phụ thuộc vào cái tình trạng HbA1c, mà thấy nó có thể là bệnh nhân có HbA1c cao hoặc thấp thì nó có nguy cơ hạ đường huyết với nhau. Đây là cái nghiên cứu mà đã chứng minh rằng cái điều là rõ ràng là cái vấn đề hạ đường huyết nó không phải là tương quan với, không phải là liên tới HbA1c. Như vậy thì HbA1c nó có hạn chế gì? Thì tôi chỉ là rõ ràng chúng ta nhìn thấy đó, HbA1c nó giúp chúng ta tiên lượng về cái biến cố về tim mạch. Ví dụ bệnh nhân HbA1c cao thì là tiên lượng biến cố tổn thương mạch máu, biến cố về tim mạch sẽ xảy ra. Và nó cũng giúp cho cái gì? Giúp cho ta coi cho vấn đề là nguy cơ có thể giúp cho bệnh nhân có gì? Chúng ta giúp cho đưa ra quyết định là HbA1c cao chúng ta làm sao cái chi tiết cực hơn, chúng ta làm giảm HbA1c để chúng ta điều trị tốt hơn. Và ngay cả chúng ta có thể là gì? Dễ dàng chúng ta đo, nhưng thực sự đây là những cái thuận lợi, nhưng tuy nhiên người ta cũng thấy có những điều khó khăn trong HbA1c. Ví dụ như HbA1c thì thấy là nó dễ bị thay đổi lắm. Ví dụ như do đường, do hemoglobin, do suy thận vân vân, thì đó là cái điều chúng ta thấy. Thứ hai nữa là nó không có cho chúng ta một cái bức tranh về dao động đường huyết mà chúng ta thấy chỉ là hại đường huyết mà từ những đái tháo đường có thể gặp được, hoặc là ngay cả nó chỉ là cho chúng ta chỉ một cái giá trị ước đoán thôi. Do đó chúng ta vẫn thấy là vai trò HbA1c nó vẫn có hạn chế, nó không phản ánh hết được cái gì đó. Từ cái khi người ta hiểu HbA1c, khi người ta có máy đo thử đường thì bắt đầu người ta nghĩ là người đái tháo đường cần phải tự theo dõi máy tại nhà, tức là xem monitoring blood glucose, tức là tự theo dõi máy tại nhà. Khi tự theo dõi máy tại nhà thì người ta khuyến cáo bệnh nhân là cắt chỉ có 7 điểm, trung bình là 7 điểm, có thể càng nhiều càng tốt, nhưng mà trung bình là 7 điểm, tức là một đường huyết trước ăn, sau ăn 2 giờ. Sáng trước ăn trưa, sau ăn 2 giờ trưa, trước ăn chiều, sau 2 giờ chiều, và giờ trước đi ngủ. Thì đây là những cái điểm mà gọi là theo dõi, tự theo dõi đường huyết tại nhà. Và người ta thấy rằng khi chúng ta tự theo dõi đường huyết tại nhà thì nó có tình trạng gì? Giúp cho bệnh nhân kiểm soát được HbA1c, và HbA1c nó xuống được 1%. Và khi chúng ta đưa cái giải pháp tự theo dõi đường huyết tại nhà thì nó giúp cho HbA1c xuống 1% so với cái người mà không có tự theo dõi huyết tại nhà. Tại vì gì? Khi người ta có theo dõi huyết như vậy thì người ta biết cái cách hiệu chỉnh cái lối sống, biết cách mọi thứ, thì nó giúp cho HbA1c thấp tốt hơn. Thì đó là cái mà người ta nói giải pháp tự theo dõi huyết, giúp cho bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát được huyết đó. Tuy nhiên có một điều là khi người ta có cái CGM thì bắt đầu người ta thấy rằng cái tự theo dõi huyết thì chúng ta thấy những cái điểm đó chung, nhưng mà những cái điểm không phải cái điểm khác. Ví dụ trước ăn sau ăn, trước ăn sáng trước ăn trưa, hoặc là điểm bất ngờ ở thời điểm nào 9 giờ sáng vân vân, thì đôi khi đường huyết rất cao. Và ngay cả có thể là lúc nào đó trước ăn chiều chưa tới cái thời điểm mình thử được thì có thể rất hạ thấp. Đó là cái điểm mà chúng ta coi như là cái theo dõi đường huyết 7 lần nó vẫn còn cái khiếm khuyết, thử theo dõi đường huyết nó vẫn còn khiếm khuyết. Do đó nó vẫn thấy rằng cái điều đó là cái điểm mà ngay cả hạ đường huyết và tăng, chúng ta như vậy thì
theo dõi cái thời lượng huyết liên tục đó, nó sẽ cho chúng ta một bức tranh rất rõ là thứ nhất là bệnh nhân đạt mục tiêu trong một ngày HbA1c nằm trong khoảng mình mong muốn hay không, đường mình nằm trong khoảng mong muốn hay không, dao động đường huyết trong ngày nó như thế nào, và từ ngày thứ nhất đến ngày thứ hai thay đổi dao động đường huyết như thế nào, thì đó là những cái xu hướng gọi là theo dõi đường huyết liên tục nó giúp cho chúng ta những điều như vậy. Xin chị. Và rõ ràng khi mà anh chị nhìn cái biểu đồ đường huyết đó nè, anh chị thấy cái dao động đường huyết đó, thì khi người ta có cái điều này, người ta nhìn ra kỹ hơn cái dao động đường huyết. Dao động đường huyết chúng ta có thể thấy là cái mức đường huyết cao nhất với mức đường huyết thấp nhất, có thể cao nhất thấp nhất và có thể thay đổi. Mức đường huyết cao nhất thấp nhất có thể thay đổi và ngay cả người ta thấy cái điểm hạ đường huyết, thì đó là cái mà người ta nhìn thấy cái dao động đường huyết đó, nó giúp cho chúng ta gì nhìn xuyên suốt tất cả chương trình dưới, và chúng ta có thể là chúng ta có những điểm thời điểm ngắn hạn chúng ta coi cái biến động đường huyết trong một ngày, tức là trong ngày gây xuống như thế nào, và ngay cả chúng ta coi cái dao động huyết từ ngày thứ nhất và ngày hai phát triển làm sao, và nếu mà dài hơn thì nó có thể coi cái biến động của cái dao động huyết thì khoảng thời gian dài hơn, và ngay cả chúng ta có thể là so sánh với cái HbA1c và so sánh những cái chỉ số khác mà chúng ta coi lại, như vậy đó là dao động huyết. Như vậy thì dao động huyết nó có lợi, nó có cho chúng ta thấy gì không, thưa quý vị, là từ khi người ta hiểu cái vai trò HbA1c gây những biến chứng của đái tháo đường, thì bắt đầu người ta hiểu những yếu tố tác động HbA1c là những yếu tố về những gì sao ăn, thì người ta thấy rằng cái dao động đường huyết cũng là một cái yếu tố nó coi như là một cái test oxy hóa, giống như một cơn bão, giống như một bão test tăng đường huyết, dao động huyết, và người ta tưởng tượng giống như là một cái chị nghe cơn bão cytokine, thì tình trạng dao động đường huyết cũng là một cái cơn bão mà nó tác động lên đầu bạc mạch máu, sau đó vai trò cái yếu tố viêm, anh chị vai trò cái thứ viêm, vai trò của những cái chất test oxy hóa và vai trò của những cái nhiều cái cytokine không đơn, thì chính cái đó nó làm cho ảnh hưởng cái đồng bào mạch máu và gây tổn thương mạch máu. Đó lý do tại sao người ta nói là bệnh nhân có tình trạng dao động đường huyết gì chừng nào thì biến cố liên mạch gì chừng đó. Đó lý do người ta nói là đừng nghĩ sao ăn hoặc là dao động đường huyết liên quan đến biến cố về tim mạch. Và khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta thấy rằng là cái tình trạng dao động đường huyết biến thành đường huyết nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là biến cố tim mạch. Sau khi chúng ta mặt thì người ta thấy là có thể nó ảnh hưởng đến tình trạng rối loạn về cảm xúc, rối loạn về tình trạng nhận thức, rối loạn về cảm xúc của bệnh nhân, và rối loạn cảm xúc, và ngay cả những cái ảnh hưởng đường huyết và ảnh hưởng đến biến chứng về mắt, biến chứng về thận cũng như là biến chứng chung thần kinh ngoại biên, thì đi đến cái vấn đề đường huyết cho chúng ta thấy là ảnh hưởng đường huyết với cái cục bình sản. Và đó là mình thấy rằng dao động huyết nó cũng là một cái thách thức phổ biến của bệnh nhân đái tháo đường. Nếu một bệnh nhân đái tháo đường, người ta thấy rõ ràng là nếu đái tháo đường tuyếp 1, người ta thấy 56% bệnh nhân đó có cái tình trạng dao động vượt qua cái ngưỡng người ta mong đợi, và ngay cả 19% bệnh nhân đái tháo đường sử dụng cái tức là có cái tình trạng tiếp 2 nó có vượt cái ngưỡng, và ngay cả người ta nói trung bình nghiên cứu người ta thấy 9 giờ trong ngày của bệnh nhân đái tháo đường hai nó vượt qua cái ngưỡng đó, thì đó thì chúng ta cho thấy là rõ ràng không phải lúc nào đường huyết chúng ta cũng nằm trong cái điểm chúng ta mong muốn đó, và chính như vậy thì nó gây cái biến chứng do đồng huyết, gây biến chứng mạch máu nhỏ, biến chứng mạch máu lớn, gây cái biến cố hại đường huyết, gây cái giảm chất lượng cuộc sống và tử vong, thì đó là cái điều chúng ta thấy quan trọng. Và chính như vậy thì bắt đầu những nghiên cứu anh cần phải đánh giá. Khi chúng ta đo HbA1c và chúng ta ước tính HbA1c dựa theo cơ bản thông số mà anh chị thấy là được với mức đường huyết tương suy luận HbA1c, nếu chúng ta thấy cái độ chênh nó quá lớn thì lúc đó chúng ta khuyến cáo là nên sử dụng cái đường huyết liên tục. Thế dùng huyết liên tục thì vì tại sao? Để ước tính HbA1c với HbA1c của trung bình, chúng ta thấy là có thể là HbA1c quá cao, nhưng mà HbA1c ước tính quá thấp thì bệnh nhân có sẽ khả năng là dao động đường huyết nhiều, là ảnh hưởng đến tình trạng đi cách hóa hemoglobin, và đó người ta khuyến cáo là chúng ta nên làm cái CGM cho bệnh nhân này. Đó là cái chuyện mà là cần thiết theo dõi trong nhóm dân số đấy thì được chung anh chị thấy như vậy.
Thực ra thì hiện nay là một cái nghiên cứu tương đối mới, người ta nói về vấn đề yếu tố và ảnh hưởng yếu tố tâm lý trong vấn đề dao động nội tiết, thì một nghiên cứu này thực sự đã nó merit, nó nằm trong những số bệnh nhân đáy đường tiếp một của con vấn đề dao động nội tiết ảnh hưởng về về yếu tố tâm lý thần kinh như thế nào. Thì nghiên cứu này thì nó cũng là thực hiện trên 18 bệnh nhân đó, nhưng mà anh chị thấy là nữ và nam tuổi từ trung bình 44 tuổi và HbA1c trong khoảng 7.6, thì thấy người ta cũng theo dõi biến dao động nội tiết 34% và thời gian tham biến gen đó, tham vào gen là 36, tham biến gen nó là 57 thôi. Như vậy thì nhưng mà người ta thấy rằng cái chính cái khi chúng ta có cái dao động nội tiết, những người dao động nội tiết nhiều chừng nào thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý họ, nó sẽ bị ảnh hưởng cái cảm giác bi quan, cảm giác không yêu đời, cảm giác mệt mỏi nhiều hơn so với nhóm mà nó có tình trạng ít dao động nội tiết. Thì nghiên cứu này nghĩa là gì? Nghĩa là dao động nội tiết nó cũng ảnh hưởng đến cái khí chất về tinh thần, chứ không phải là chúng ta nghĩ về về biến cố biến chứng về cái tổn thương cơ quan đích tổn thương cơ quan không. Như vậy ngay cả về tinh thần cũng ảnh hưởng rất lớn. Như vậy thì sự tiến bộ của cái điều trị đáy tháo đường đã đi tất cả mọi thứ, từ mà bắt đầu từ cái đường huyết đói, đường huyết sau ăn, bắt đầu HbA1c thì bắt đầu người ta nghĩ đến chúng ta cần phải kiểm soát cái biến cố hại đường huyết, rồi chúng ta cần kiểm soát biến cố hại đường huyết vào ban đêm. Thì vì tất cả một loạt nghiên cứu chỉ thấy là hại đường huyết ban đêm, sau một số biến cố người ta thấy là hại đường huyết ban đêm nó gây nguyên nhân tử vong, thì do cơ chế bình sinh riêng nó liên quan đến cái hệ thống thần kinh giao cảm và độ giao cảm chỉ đến như vậy. Và ngay cả khi cái vấn đề chúng ta kiểm soát được hai cái điều đó rồi, tức là 5 phút, thì còn một thứ cuối cùng người ta nghĩ là cái dao động nội tiết được rất lớn, và chúng ta phải cần kiểm soát cái dao động nội tiết này. Thì chúng ta mới nói là chúng ta kiểm soát những một bộ đôi đó là những cái phần mà chia sẻ với chị về cái vấn đề dao động nội tiết. Như vậy thì nó có rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng cái dao động nội tiết nó liên quan rất chặt chẽ đến biến cố mạch máu lớn cũng như biến cố mạch máu nhỏ. Và ngay cả nghiên cứu của DCCT người ta nhìn lại cái dao động nội tiết nó liên quan đến cái biến cố mắt, thì mình nhận thấy có được một bằng điện tử chúng ta cho thấy tí nên chị rồi. Như vậy chúng ta quay lại một tí, tức là cho đến hôm nay thì sự phát triển của khoa học đã giúp chúng ta rất nhiều về vấn đề đường huyết, kiểm soát đường huyết. Thì đầu tiên là thập niên 60 thì bắt đầu người ta sử dụng những cái dụng cụ đơn giản, tức là sự biến đổi của nước tiểu qua các phản ứng động để làm dương cấu khi xuất hiện đường trong trong nước tiểu, thì nó làm phản ứng dương tính và chúng ta so với chất thì vào thập niên 60-70. Và cái thập niên 77 thì bắt đầu các chị thấy là người ta xét nghiệm được HbA1c và coi như một loạt cái nghiên cứu của DCCT, UPBS, một loạt nghiên cứu mà chị thấy nó chứng minh là vai trò sự thay đổi của đường huyết đã ảnh hưởng đến HbA1c và nó trở thành một cái giá trị mà chúng ta theo dõi trong những đáy tháo đường. Và sau đó thì chị thấy rằng chúng ta có máy thử đường cá nhân, đường huyết cá nhân, chúng ta thử đường huyết, chúng ta hiểu rằng cái giá trị đường huyết ở mỗi thời điểm và giá trị đường huyết đói trước ăn sau ăn. Trước ăn sau ăn cùng những đáy tháo đường và coi như là theo dõi những đường huyết 7 điểm mà xem monitoring đó. Thì sau cái chuyện đó thì bắt đầu người ta thành 99 để bắt đầu rồi nó đi tới cái sự tiến bộ của cái theo dõi đường huyết. Đầu tiên không phải là Medtronic, đầu tiên là một công ty riêng nó xây dựng cái mô hình theo dõi đường huyết liên tục, tức là glucowatt mà chị bây giờ chị glucowatt nó theo dõi đường huyết liên tục theo đó. Nhưng mà cái công ty đầu tiên đó nó lại không thành công, và sau này một loạt một số công ty đã phát hiện đưa ra cái giải pháp theo dõi đường huyết liên tục. Như vậy thì cái hệ thống theo dõi đường huyết liên tục cho đến hôm nay thì một số công ty mà chị thấy là Abbott, Dexcom, Guardian hoặc là Anderson, tức là những cái công ty nó cho ra những cái công nghệ mà chúng ta theo dõi đường huyết liên tục giúp cho được cấp chấp nhận với FDA. Như vậy thì theo dõi đường huyết liên tục anh chị thấy là chúng ta đánh giá được cái tình trạng tăng đường huyết, đánh giá tình hại đường huyết, chúng ta đánh giá được cái dao động đường huyết. Đó là cái mà chúng ta nhìn thấy anh chị thấy ngày hôm nay. Như vậy thì cái hệ thống theo dõi đường huyết liên tục nó còn có gì? Thưa quý vị, nó rất đơn giản, nó còn có cái hệ thống sensor, cái gì nó đánh giá một sensor, nó đánh giá mức đường huyết, đo mức đường huyết trong mô kẽ theo cái phản ứng
hóa học thì xong đó nó phóng thích điện tích âm, và điện tích âm nó sẽ tích tích lũy về về cái sensor và nó tính liệu số lượng điện tích âm để nó ra một chỉ số lượng điện tương ứng, thì trong cái chuỗi phản ứng và một cái chuỗi phương trình để người ta đưa ra được đó, thì đó là cái gọi là sensor, người ta nhận vai trò của sensor. Sau đó sensor thì nó có cái dữ liệu nó truyền qua cái hệ thống thông tin, thông tin nó có thể là một bộ phận reader nó nhận cái thông tin đó cho chúng ta một giá trị được, và qua truy xuất qua có thể qua một hình hoặc truy xuất qua hệ thống điện thoại và chỉ hoặc là truy xuất qua reader. Thì đó, như vậy thì cho đến hôm nay chúng ta có hai cái hệ thống mà anh chị nhìn thấy, tức là real time và thứ hai là intermittent, là hai cái hệ thống mà chúng ta có thể đánh giá được. Như vậy trên đây mà anh chị sẽ thấy rằng là cứ nhìn cái hình đầu tiên, anh chị thấy rằng bệnh nhân sẽ có một cái hệ thống sensor để nó đo được biết, và những sensor đó những cái thông tin đó sẽ mua nhạy cảm và cho thông tin tới cái nơi đó. Và anh chị thấy rằng cái freestyle anh chị thấy là cái bộ reader nằm bên ngoài, chúng ta chỉ quét, chúng ta thấy một cái dữ liệu thông tin nó truyền qua. Ở dưới hình cuối cùng là real time thì tức là nó cho cái suy sụp trong cái đường biến liên tục. Như vậy thì chúng ta là intermittent là cái gì? Chúng ta hầu cứu kết quả, còn cái real time là nó là cho kết quả thực tế. Đó là chị thấy rằng đó là cái việc chúng ta nhìn thấy hay đó. Thì cái bộ phận nhận cảm thì anh chị thấy rằng ngay cả chúng ta nhìn cái bộ phận cảm thì đi sâu vào cái mô dưới da, một lần người ta lớp mô mở thì lúc đó nó có hệ thống gì dịch mô kẽ, nó có dịch mô kẽ, thì dịch mô kẽ nó ra nó sẽ được gì, nó sẽ thu hút về theo một cái ống dẫn về tới cái bộ phận sensor, và nó có phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học nó không thích điện tích, mình chia sẻ với chị điện tích âm để tích lũy và để cho tính ra đó. Thì đây là cái, và thực sự ra người ta thấy là cái hệ thống như thế này nó cứ intermittent như thế này, cứ 1-5 phút nó cắt một lần 4 phút, cho nó có thể là cho chúng ta 288 hoặc 560 giá trị trên ngày hôm nay, tức là trong ngày là 560 giá trị. Cho nó chúng ta hiểu rằng là nó cho chúng ta giá trị liên tục, nên chúng ta muốn nhận dạng cái giá trị thì chúng ta cứ đưa cái đầu đọc vô, chúng ta sẽ thấy nó có kết quả của nó liền. Đó lý do mà chị thấy sẽ dựa với liên tục như vậy. Như vậy thì nó sẽ gì? Nó thay đổi cái cách mà chúng ta bấm được biết màu mặt. Cứ mỗi lần chúng ta bấm được biết màu chúng ta có một số. Nếu một ngày chúng ta bấm 288 lần hoặc là 530 mấy lần, 32, 36 lần nữa, thì chắc chắn hai bàn tay của mình sẽ không còn nữa. Chúng ta bấm quá nhiều nó hư hay kệ thôi. Do đó chính cái thay đổi liên tục này nó là thay đổi góc nhìn điều trị luôn, thay đổi cái thực hành làm sao và cũng thay đổi góc nhìn điều trị. Tí nữa chia sẻ tại sao thay đổi nhìn điều trị. Thì đường huyết liên tục nó khác cái gì, thay đổi khác gì thì thưa các chị là chúng ta đo đường huyết dịch mô kẽ. Dịch mô kẽ tức là gì, từ huyết tương, đường huyết trong huyết tương là mao mạch nó đi qua mô kẽ, anh chị thấy. Do đó từ mao mạch anh chị nhìn cái hình anh chị thấy là từ mao mạch nó ra mô kẽ, ra mô kẽ nó phân tử đường, thì chúng ta nhìn thấy nó sẽ có một cái độ trễ. Thứ nhất độ trễ sinh lý, độ trễ sinh lý là từ mao mạch đi ra mô kẽ, thì về mặt sinh lý người ta nói trung bình 10 đến 15 phút. Rồi độ trễ về kỹ thuật, tức là khi mà nó vào ra cái dịch mô kẽ rồi thì nó tới cái phản ứng để nó thấu tích ra điện tích âm để đến cái chuyện mà máy nó đầu đọc, nó đọc bao nhiêu điện tích âm ra điện tích bao nhiêu, thì đó là độ trễ về kỹ thuật, thường được trung bình khoảng 10-15 phút. Nhưng mà thật sự là tại sao anh chị nghe tất cả những công ty họ nói là nó trễ có 4-5 phút. Thưa các chị là tại vì khi mà nó ra tới cái độ trễ này á, thì nó như thế này, người ta sử dụng cái phương trình, những cái phương trình tiên đoán, phương trình tiên đoán, một loạt cái phương trình tiên đoán, thì người ta đưa, nó rút ngắn cái độ trễ lại, nhất độ trễ sinh lý, rút ngắn cái độ trễ kỹ thuật lại. Và chúng ta thấy là từ cái giá trị đọc đó, nó ra chúng ta nói là nó trễ 4-5 phút, tức là lý do tại sao. Như vậy thì chúng ta nhìn cái hình bên dưới, anh chị thấy nha, ban đầu là đường huyết có không, đường màu đỏ đấy, thì cái đường huyết mô kẽ nó đi, như vậy thì đường huyết mô kẽ nó sẽ đi lên chậm hơn so với đường huyết mô mạch. Thì vào bữa ăn mình ăn vào thì đường huyết mô kẽ sẽ chậm hơn một tí, và chậm hơn tí ngay cả khi nó biến đổi, nó biến độ dao động đường huyết nhiều, biến độ dao động đường huyết nhiều, tức là khi chúng ta ăn thì đường huyết nó tăng nhanh lắm, thì cái độ đường huyết sẽ chậm hơn. Là chỉ thấy là trung bình khoảng là 2 giờ, 1:30 đến 2 giờ sau thì cái đường huyết mô kẽ và đường huyết đỉnh mao mạch nó gần tương đồng nhau,
Anh chị thấy là ví dụ sau bữa ăn thì tụi mình nó gần tương đồng nhau. Do đó chúng ta nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy cái giá trị được biết đó, đó khi mà chúng ta sử dụng cái CGM này, chúng ta bệnh nhân vừa ăn chúng ta quẹt một cái, chúng ta no, chúng ta thấy rõ ràng sâu no nó cao một chút khi thì mô kẽ nó không. Tại vì anh chị thấy nó có một cái độ trễ từ cái đó đi ra thì nó trễ như vậy thì nó tự động, và ngay cả cái biến độ dao động mình huyết càng lớn chừng nào thì cái nó ra càng khó được đó. Ngay rồi là mình thì nó phản ánh càng ít đó. Do đó lý do tại sao người ta nói là cái vấn đề sử dụng cái CGM này cho mức độ huyết từ 400-500 trở lên nó sẽ rất là nhiều, nó nhiều yếu tố, do đó chúng ta phải hiểu cái điều đó. Và tại sao người ta khắc phục được thì nó thiệt với chị là người ta dùng cái phương trình, tất cả những cái đó người ta dùng phương trình toán học hết, người ta để một loạt cái phương trình học để người ta ước tính và ra con số mà chúng ta thấy về cái này, đó lý do chúng ta hiểu được cái chuyện như vậy. Và như vậy thì rõ ràng chúng ta hiểu được cái độ trễ đó, như là sau khi chị nói sau sử dụng cái này thì nó chậm hơn cái kia, hoặc là khi chị mới gắn cái CGM mà chị đo được huyết liền trong vòng cái chị thấy một sao cái giá trị của CGM thấp hơn giá trị thực tế chúng ta mô mạch, tại vì nó có một cái độ, thứ nhất là nó có một cái độ trễ sinh lý, cái thứ hai nữa là nó phải cần tích lũy được cái lượng điện tích âm để nó vô một cái phương trình nó ước tính ra. Do đó cái phương pháp trước đây người ta calibrate đó, tức là calibrate mỗi khoảng từ 1-2 tiếng hoặc là 3 tiếng hoặc là 4 tiếng gì đó, người ta cho một cái giá trị đường huyết đo mà người ta cho vào cái máy để chi, để cái máy nó tự hiệu chỉnh là bây giờ hiện tại có 180 điện tích âm tương ứng với đường huyết là 300 mình mô mạch đó, thì nó sẽ như vậy là 300 là bao nhiêu điện tích âm, thì chúng nó là nó calibrate như vậy, mai mốt tí cho nó lên khoảng 190 điện âm thì nó sẽ ra số tương ứng. Đó là calibrate, nó có giá trị như vậy. Nhưng tại sao những cái máy sau này nó không calibrate? Tại vì khi mà người ta hiểu được calibrate nhiều thì người ta làm nhiều phương trình và người ta giống như là phương trình tương ứng, nó thế luôn calibrate đó, tức là làm sao phương trình. Như vậy thì calibrate nó gọi là calibrate của hãng, tức là không cần calibrate mỗi máy tiếng một mà calibrate của hãng có cho một phương trình chung, tức là nó tính cái độ chính xác càng ngày càng gần. Đó là cái chuyện mà anh chị hiểu là tại sao mà Medtronic cho đến hôm nay nó vẫn còn calibrate mà Libre nó không cần calibrate, từ vì nó đi đến cái phương trình mà nó tính được gần gũi hơn và nó ra cho ra cái giá trị thực xác hơn. Và chính như vậy đó mà xong Medtronic nó bắt đầu nó phát triển cái hệ thống nó không cần calibrate nữa, tức là lúc đó nó sẽ đi tới những cái phương trình để gần gũi một loạt. Nó là toán học, thì cái chị đó là tất cả mọi thứ là toán học. Như vậy thì chúng ta có hiện tại cái CGM thay đổi intermittent với là real time nó có khác cái gì không chị? Anh chị nó vẫn là có phản ứng hóa học thôi. Đầu tiên nó phản ứng hóa học của glucose oxida để nó phóng thích cái điện tích âm mà chúng ta bắt được đứng nó tính đó. Và thứ hai nữa là chị tay bằng cái phản ứng mà nó đi qua cái mạng, cái bào mạc, những cái này là thực sự ra nó cần theo ông biết đi đâu, nó cần thời gian, có thể nó đọc trong thời gian 14 ngày. Anh có thể là 14 ngày, và mặc dù tất cả những kỹ thuật gì đó chưa có cảnh báo cho mức được biết, tuy nhiên nó có một cái điều là chỉ thấy một số hóa chất có thể ảnh hưởng đến quá trình, ví dụ như acid ascorbic hoặc hydroxia hoặc là acetaminophen, thì nó có thể làm thay đổi cái độ lệch của cái giá trị đường huyết. Và ngay cả đường huyết bị tổn, anh chị thấy đường huyết mà theo về real time anh chị nó cũng ảnh hưởng với maritone đó là teraxilin. Và anh chị thấy là những cái intermittent, những cái real time nó cần calibrate khá nhiều. Kỹ thuật cũ nó vẫn cần calibrate, tức là tối thiểu là gì 2-3 giờ hoặc là 4 giờ hoặc là tùy cái thời gian mà nó calibrate để tính ra điện tích, thì đó là cái hạng nó có một cái nhiều khác nhau như vậy. Như vậy thì theo dõi đường huyết liên tục nó cho anh chị cái thông số gì, cho chúng ta cái thông số gì? Thì đầu tiên chắc chắn các anh chị nhìn cái đường huyết trung bình, tức là người ta tính được đường huyết, người ta tính được đường huyết trung bình. Thứ hai nữa là từ cái tính được đường huyết trung bình đó thì nó sẽ chúng ta có thể ước tính HbA1c, ước tính HbA1c mà anh chị nó đưa cô Magnesium Index, tức là ước tính HbA1c giống như chúng ta ước tính được đó. Cái thứ ba là độ biến thiên cái đoạn đường huyết có mê sao. Thứ tư là cái vấn đề là giao động đường huyết trong biến thiên dao động, cái hiệu số biến thiên dao động huyết, và thời gian đạt được mục tiêu,
thời gian đạt mục tiêu một rưỡi trên mục tiêu, thời gian đạt một rưỡi dưới mục tiêu, tức là time in range, time above range, time below range. Thì đó những cái mình chỉ thấy nhìn nó rõ. Nhưng mà thì khi chúng ta nhìn cái sơ đồ này chỉ thấy là rõ ràng chúng ta có thể trên cái range này, thời gian đạt time in range trên này, trên range này, và đôi khi một số trường hợp nó xuống dưới này, đó là cái đó. Và cái này là khi chúng ta thấy từ từ cái điểm này đến điểm này là điểm giao động mười quý, và giao động mười quý có thể là cao là điểm gì, là cái điểm thấp nhất tới cái điểm cao nhất trong cái tổng cái biểu đồ giao động mười quý, thì chúng ta gọi là cái giao động mười quý. Như vậy thì trong cái này anh chị sẽ thấy cái đường màu xanh, cái tham gian, tức là cái đường mười quý nó nằm trong khoảng mà chúng ta mong muốn, và trên này thì tham Tham Loren thì có thể là rất nguy hiểm, điểm trung bình cao, hoặc là dưới Tham Loren thì lúc rất thấp mà có điểm rất nguy hiểm, thì chúng ta hiểu cái chuyện đó như thế phải. Tuy nhiên anh chị phải biết rằng khi chúng ta sử dụng cái thể lượng đối với tuần, chúng ta phải coi cái activity của nó hoạt động bao nhiêu giờ. Ví dụ như là cái này anh chị nè, Tham CVM thì giảm tiêu này, tức là chúng ta nhìn cái thời gian hoạt động của cái sensor đó. Ví dụ như có nhiều cái anh chị gắn vô rồi, anh chị chẳng có quẹt, tức là chẳng có reader, chẳng có đưa gì hết. Do đó lý do tại sao người ta nói tối thiểu 8 tiếng anh phải đưa một cái anh đọc một lần để chi, để cho nó một là cái này nó kết quả, cái thứ hai nó có cái calibrate của nó có cái tính của nó giá trị. Và nếu mà chị không làm cái đó thì mất hết cái dữ liệu, từ vì nó sẽ đi lại từ đầu, tức là nó không có tính được cái giá trị được. Do đó chúng ta cần phải 8 tiếng tối thiểu là chúng ta phải cho một cái, nhưng mà anh chị càng cho nhiều chừng nào thì nó quan trọng nhiều đó. Đó lý do tại sao mà cái tham CGM inactive là cái đó nó phải cuộc nhiều đấy, nó là những 90%, 100% thì đúng cái đó cái giá trị là càng chính xác, còn cho nó xuống 70%, 60% thì thôi cái đó là cái giá trị anh làm chỉ nhất là anh chỉ không có làm hết cái hoạt động của cái máy, và cái nó cho giá trị chúng ta sẽ hoàn toàn có thể là không chính xác. Như vậy ba cái giá trị mà anh chỉ quan tâm nhiều, tức là tham gen tham và bao ren, thì anh chị đây là những cái mà chúng ta nói đó là cái giá trị chúng ta, tức tại sao người ta đưa cái giá trị 70 thì dưới 70 là hạ đường huyết, và dưới 54 là đường huyết nguy hiểm, hạ đường huyết nguy hiểm cho nó chị thấy tham bị lo ren nó dưới 70 hoặc dưới hoặc là trên, anh chị thấy trên 80 là mức đường huyết cao, còn trên 250 là mức đường huyết cao hơn nữa thì nguy hiểm đại khái như thế. Tuy nhiên anh chị khi chị nhìn cái bảng này đó, ngoài cái chuyện mà cái này thì ví dụ như là người đó là tham gen nó nằm trong khoảng 56% thì tương ứng đó trong ngày đó nó 12-13 giờ nó nằm trong khoảng đó, còn bao nhiêu nó ra ngoài hết, như vậy thì dở, nó gọi là dở. Và ngay cả cái điểm quan trọng nhất anh chị thấy là thứ nhất là của trung bình, cái đường của trung bình nó sẽ cho ra cái giá trị tương ứng HB1C, chúng ta sẽ bệnh nhân này nếu mức đường đó sẽ ra HB1C7, đó lý do tại sao như vậy. Và ngay cả cái CV này, cái độ biến thiên của đường huyết, nếu độ biến thiên đường huyết nó càng lớn thì biên độ dao động nó càng lớn. Ví dụ như trung bình người ta nói độ biến thiên đường huyết nó nằm trong 32%, nhưng mà trên 3% thì cái độ biến thiên nó lớn, nó vượt qua cái ngưỡng quan điểm có nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều HB1C. Do đó cái CV của con gái còn cái loại chuột nó cũng vậy, anh chị thấy đến như vậy là cái điểm mà chúng ta cần xem. Như vậy chúng ta nhìn lại như vậy thì những hiệp hội đấy bắt đầu đi sâu lại nghiên cứu bất như vậy thì ở tham gen nào là giá trị, thì anh chị đó là khi nào mà tham gen nó nằm trong khoảng từ 70% trở lên thì chắc chắn HB1C đi bảy, HB1C nếu mà tham gen mà nó dưới 70% nghĩa là HB1C sẽ trên bảy. Do đó chúng ta thấy rằng tham gen nó càng nhiều chừng nào thì HB1C nó càng tốt chừng đó. Do đó người ta khuyến cáo là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 hay tiếp 2 gì đó, chúng ta cố gắng giữ tham gen nó lớn hơn 70, nhưng mà thai kỳ thì nó khuyến cáo là 80 trở lên. Thai kỳ 80 trở lên, thai kỳ nó nghiêm ngặt hơn, CV nó sẽ thấp hơn, và anh chị thấy là cái tham gen sẽ cao hơn từ 80 trở lên. Bệnh nhân nếu mà anh chị cho bệnh nhân theo dõi cái đường liên tục mà anh chị nhìn lại cái tham gen nó 90 là bảo đảm là HB1C nó sẽ tương ứng là nó sẽ từ 7 trở xuống. Và cái thời gian tham gen của họ cũng thể là 8 giờ, 9 giờ, 20 giờ không ạ? Đó, anh chị thấy là như vậy. Đó là cái điểm mà chúng ta nhìn thấy. Và tất cả những hiệp hội quốc tế bắt đầu người ta cũng khuyến cáo là tham gen từ 70% trở lên. Và trên những cái điểm mà chúng ta sẽ có cái điểm hại được nhất, anh biết luôn luôn anh chị, nếu mà chị đeo cái máy liên tục ở người bình thường, anh chị cũng thấy vài điểm hại được biết. Và người ta nói hại được nguy hiểm dưới đường huyết 50 đó, anh chị thấy dưới 50 đó thường thường là như thế này, 15 phút trong ngày thôi,
tức là cho phép 15 phút trong ngày thôi. Nhưng trên đó thì nó thực sự nguy hiểm. Và ngay khi người bình thường chúng ta biết anh chị đeo cái CGM, anh chị cũng thấy tự nhiên xong mình khỏe như thế này mà có những điểm bài được biết, thì đó là sinh lý của cơ thể. Sinh lý của cơ thể chưa nói là cái độ trễ sai biệt của cái máy độ trễ của sinh lý nữa. Cho nên chúng ta vẫn thấy những cái điểm đó gọi là được biết dưới. Và ngay cả người ta nói là làm được quý chiếc 70 nó cho phép chúng ta dưới 1 giờ thôi. Từ trên của đó, trên của đó thì nó quá dở. Đó là những cái điểm mình cập nhật. Và cái tham gen nó phải nằm trong khoảng thời gian này từ 6 giờ đi theo. Từ 6 giờ trở đi, tức là từ khoảng 17 giờ trở đi, tức là 24 tiếng đồng hồ thì tất cả khoảng 17 giờ trong đó. Nó nằm trong khoảng đó để thuốc nhất. Còn điểm mà chúng ta thấp là không được. Và những cái điểm tăng đường huyết là chỉ sang tăng đường huyết ra. Nếu mà lớn hơn 250 thì nó là khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Hoặc là lớn hơn 150 như dưới 6 giờ thì coi như cả nó được. Khi anh chị hiểu cái này rồi anh mới thấy rằng rõ ràng có phải bệnh nhân lúc nào cũng được biết từ 80 đến 180 đâu, làm gì có chuyện đó. Nếu mà chúng ta có cái chuyện đó là lý tưởng, còn không bao giờ có cái lý tưởng đấy. Từ vì không có giờ có lý tưởng thì từ nghiên cứu người ta mới thấy rằng thời gian cho phép những cái hoạt động đó nó rơi bên ngoài. Đó là lý do chúng ta hiểu rằng khi bệnh nhân tới thăm mình là tại sao tôi đeo cái này mà tôi có những điểm rơi ra ngoài thì phải giải thích rằng có rơi ra ngoài nhưng mà nằm cái giới hạn này cho phép này. Một ngày có thể ông có thể rơi ra cái đường huyết không trên 250 mg á, nhưng mà cái thời gian của ông nó nhỏ hơn 1 giờ, tức là mới ăn xong. Anh chị sẽ thấy là mới ăn xong có số bệnh nhân nó to với 300, nhưng mà 30 sau nó xuống cái hàng cho phép thì cái đó nó vẫn là gì, nếu mà 2 điểm thì nó vẫn dưới 1 giờ, do đó bệnh nhân vẫn còn nằm trong khoảng cho phép. Anh chị thấy như vậy. Chứ khi chúng làm thực hành lâm sàng các anh chị thấy tại sao tự nhiên bệnh nhân mới cho ăn đây bình đường huyết đó rất ổn, tự nhiên cho ăn cái thì nó lên 350, như vậy thì can thì xấu lắm rồi, biết làm sao vậy, như vậy thì chắc chắn là mình sẽ cao không. Nếu một cái thời gian nó nằm trong lớn 250 mà nó nằm tổng trong ngày và nằm và có tiếng một thì bảo đảm anh chị vẫn đạt mục tiêu. Nếu mà anh chị vẫn tham gen của anh chị cái đường huyết trung bình vẫn 16-17 giờ thì chắc chắn là HbA1c vẫn 7. Do đó chúng ta khi chúng ta hiểu cái đường huyết, hiểu mô hình đường huyết, chúng ta thấy rõ ràng là không phải là buộc tất cả những cái điểm đường huyết nó phải nằm trong dưới 180 và đôi khi nó sẽ cho ra ngoài và cho một cái thời gian cho phép gì như vậy. Đó là cái điều mà thực sự là CGM cho ta hiểu. Và khi mà chúng ta cứ tăng lên 5% thì chị thấy là tâm trí nó tăng thì chúng ta có lợi ích lâm sàng của nó. Nhưng mà thì rõ ràng là cái giai đoạn huyết chúng ta cho biết chúng ta gì, cho biết chúng ta thay đổi đường huyết trong ngày, theo dõi cái biên độ giai đoạn đường huyết nhiều lần trong ngày của ông, thì đây là những cái theo thời gian và theo cái độ cao, biên độ cao thấp và theo thời gian, đây là cái giá trị của cái thay đổi đường huyết liên tục. Và ngay cả những cái chỉ số đó chúng ta nhìn thấy, anh chị thấy là MES hoặc là chỉ số giai đoạn đường huyết rồi là chuẩn, hoặc là chỉ số CV, chỉ số mà tôi chia sẻ chị thấy, hoặc là những cái chỉ số đường huyết thấp, đường huyết cao, và thì đây là những cái mà chúng ta có thể là theo dõi cái giai đoạn đường huyết. Tuy nhiên thì chúng ta nằm những cái giai cho phép, và những thông số mà hiển thị cho chúng ta đi nhớ là anh chị thấy RMI thì nó, anh chị thấy phức tạp, thì RMI nó là chỉ số ước tính HbA1c. Anh chị cứ nhớ là trong cái AI nó khuyến cáo mình được biết bao nhiêu HbA1c, bao nhiêu đường huyết HbA1c, thì cái RMI này nó y chang như vậy, nó cho chúng ta ước tính HbA1c. Và quan trọng nhất là chị nhớ là cái tham CGM này, CGM âm tiêu này, cái nên chị nhớ cái nó phải trên 70% thì chúng ta mới có là nó tốt, chỉ là dưới là có những giá trị chúng ta đánh giá sai. Và cái CV nó cũng cho chúng ta thấy thông số mô tả giai đoạn đường huyết trong ngày. Cái CV là giai đoạn đường huyết mỗi ngày, cái ngày đó giai đoạn huyết chừng nào thì nó gì dở. Và ngay cả CV người ta anh chị thấy không là giai đoạn huyết cao khi nó lớn hơn 36, còn bình thường dưới 36 là mình coi là được, tức là nó không cho cái giai đoạn đường huyết lên trên 36 đó. Nhưng mà thực sự anh chị cứ nhìn lại tất cả mọi thứ như cái giai đoạn huyết trên 36 thì có mức được chúng ta ngay cả người bình thường anh chị thì đường huyết đói, đường huyết đói là 145, đường huyết sau ăn 180 thì nó nằm trở lại, cũng nằm trở lại, tức là nó cho cái giai đoạn huyết nó không có cho vượt quá cái ngưỡng nhiều. Đó là anh chị chúng ta hiểu như vậy. Và ngay cả chúng ta thấy rằng là tối ưu hóa cái giai đoạn huyết thì chúng ta giảm nguy cơ bất lợi của đái tháo đường, thì người ta cũng thấy đấy là tiếp một biết chúng ta giảm 10% cái tham gen, tức là nó gây 64% của nguy cơ biến cố mạch máu nhỏ, và ngay cả lớn hơn 40% cái biến cố mà tăng vô biên điệu. Còn đái tháo đường tiếp 2 thì thấy là nếu mà nó tăng mất đi 10% thì nó là tăng 25% nguy cơ bị tụt mạch biên.
tức là chúng ta liên quan mạch máu nhỏ đó, vì thế biến cố mạch máu nhỏ liên quan rất chặt tăng đường huyết, và ngay cả chỉ đến trong đấy cái đường huyết thai tăng 8% nguy cơ tử vong, tăng 5% nguy cơ tử vong do tim mạch như thế nào. Và khi bệnh nhân đến thứ đường huyết thai chúng ta kiểm soát được cái thăm gen thì chỉ là thì nó sẽ giảm được 46% những cái biến cố hại đường huyết và tất cả mọi thứ, và giảm cho đồng huyết liên quan đến cải thiện sức khỏe mà chúng ta nhìn thấy cái nghiên cứu vừa rồi đó. Và như vậy thì những cái yếu tố nào ảnh hưởng cái giai đoạn huyết là chỉ chúng ta nhìn lại nè. Một là vấn đề về chuyển hóa, bệnh nhân cái biến thể về chuyển hóa, tức là vấn đề chuyển hóa béo phì dựng tinh đó, thì đó là những cái nhược rất giai đoạn huyết. Thứ hai nữa là bữa ăn có chị là không đồng đều, tức là có nhiều carbohydrate nhiều lên xuống, thành phần carbohydrate tác động nhanh, ví dụ như chỉ số index cao đường huyết thì chắc chỉ số đường cao vân vân thì đó là cái thêm. Và thứ ba nữa là cái theo dõi đường huyết, biến thiên của theo dõi đường huyết, thay đổi lối sống, tuân thủ lối sống đó, nó cũng ảnh hưởng đến cái biến thiên. Và ngay cả chị thấy là cái vấn đề insulin chúng ta sử dụng đó, nó cũng ảnh hưởng đến biến thiên. Ví dụ chị sử dụng insulin tác động bền vững, tức là cái dài hiệu quả, thì nó ít ảnh hưởng đến biến thiên rồi, ít cái ngay tình trạng giai đoạn đường huyết, đó là cái mà chúng ta nhìn thấy. Và ngay cả giảm giai đoạn đường huyết, chúng ta nên giảm gì, tối ưu hóa HbA1c, giảm giai đoạn huyết thì chúng ta cho kết cục rất tốt cho bệnh nhân. Thì đây chúng ta thường thấy tất cả những nghiên cứu. Cho nên rõ ràng là thưa quý vị là giai đoạn đường huyết nó một thách thức rất lớn trong đại phẫu được, và gần đây người ta rất hiểu sâu vào nó, bắt đầu người ta đi sâu và người ta hiểu đó, chứ không phải là chúng ta kiểm soát HbA1c. HbA1c bây giờ trở thành một ngày nào đó nó trở thành là một phần nào đó giống như là đường huyết đói thôi, hoặc là đường huyết sau ăn, nó giống như một chỉ số đường huyết, nó không một giá trị những cái như thế này nữa. Và ngay cả khi chúng ta hiểu nhờ cái CGM nó cho chúng ta ước tính rằng cái tình trạng thời gian đạt mục tiêu, ước tính thời gian time above range, time below range, tức là nguy hiểm. Và ngay cả những cái điểm nguy hiểm hạ đường huyết, chúng ta gọi là hạ đường huyết dưới 54 á, thì chúng ta nghĩ rằng nó nguy hiểm, nhưng nếu nó nằm giới hạn cho phép chúng ta phải chấp nhận được, chứ không phải là bắt buộc chúng ta lúc nào cũng tích cực và chẳng bao giờ được cho cái điểm đó nó rơi xuống. Và ngay cả khi chúng ta hiểu được cái biến thiên thì giai đoạn biết là CV đó, trong ngày đó, thì chúng ta biến 36, nhìn cái CV dưới 36 chúng ta ô cái này là tốt rồi, cái CV nó trên 36 thôi, cái này tìm một giải pháp khác, chế độ ăn, thuốc, tất cả mọi thứ. Thì đó là những cái phần muốn chia sẻ với chị về cái này. Nhưng xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của chị.